Tôi tên là Bùi Bích Đào, tôi đến từ thành phố Thái Nguyên. Năm nay tôi 36 tuổi. Tôi đã từng mắc rất nhiều bệnh về xương khớp, chẳng hạn như tôi bị thoái hóa 2-3 đốt sống lưng ở lưng, đau nhiều ở cái vùng xương sườn này, chân tay thì tê buồn nhức mỏi. Mỗi khi mà trái gió trở trời, nắng cũng đau mà mưa cũng đau. Thay đổi thời tiết là tôi là rất là đau nhiều. Đến khi tôi đi khám thì tôi đã từng khám bệnh ở thành phố Thái Nguyên, bệnh viện thì bác sĩ kê đơn cho tôi thì tôi về tôi cũng uống. Nói chung là uống thuốc Tây thì uống vào thì đầu tiên là nó có thành phần giảm đau, tất cả các loại bệnh nó giảm nhiều, cũng giảm chứ không phải là không giảm. Nhưng mà tôi lại bị chuyển sang dạ dày, nhất là dạ dày, thứ hai là thận của tôi có vấn đề nữa. Thế là tôi chữa một thời gian thì tôi cảm thấy không yên tâm, tôi lại uống thuốc Nam. Thuốc Nam một thời gian tôi lại uống thuốc Bắc. Thuốc Bắc thì cũng có chữa một vài nơi, uống thuốc nhiều và đôi khi tôi còn có cả đi châm cứu nữa. Châm cứu thì có khi một liệu trình châm cứu của tôi cả đến cả tháng trời. Tôi châm cứu, tôi bấm huyệt và có khi họ cả đắp thuốc cho tôi. Nhưng nói chung là cũng không có tiến triển gì hết. Tôi rất là lo. Đến khi tôi gặp một người bạn thân của tôi thì cô ấy vậy cũng bị về vấn đề về xương khớp thoái hóa. Cô giới thiệu cho tôi là có cái sản phẩm của BQA. Tôi đầu tiên tôi cũng hoang mang, tôi bảo không biết là có khỏi không. Mình đã uống quá nhiều thuốc rồi mà không biết là bây giờ mình sử dụng sản phẩm này có khỏi không, thì tôi tìm hiểu trên mạng thêm thì tôi thấy cũng hay được thì tôi về tôi uống thử 2-3 hộp đầu tiên thì tôi thấy chưa có hiệu quả gì hết mà tôi lại đau thêm nữa, đau tăng dần. Tôi đã sử dụng sản phẩm của BQA cỡ khoảng 3 tháng thì tôi thấy có hiệu quả và hiện tại bây giờ thì tôi đã thấy hầu như là bệnh của tôi tiến triển rất là tốt, khỏi hẳn hoàn toàn. Mà hiện tại thì tôi vẫn dùng để cho dự phòng những cái lúc trái gió trở trời với lại cho xương cốt mình nó khỏe mạnh. Tôi thấy BQA có một cái bài thuốc như thế là rất là hay, tốt cho những người bị xương khớp. Thì tôi khuyên tất cả những ai đã đang và đã từng mắc chứng bệnh này thì tốt hơn hết là chúng ta nên hãy thử dùng một lần và cảm nhận cái sản phẩm của công ty BQA này. Và tôi cũng xin được nói thêm được không ạ? Thì tôi có một đứa con, năm nay cháu mới chuẩn bị vào lớp lá, cháu năm nay 5 tuổi. Thì trước đây cách đây cũng khoảng 1 năm thì tôi rất là mệt, tôi khổ sở với cháu về vấn đề ăn uống, ngủ. Nó rất là khó ngủ này, ngủ thì hay chập chờn giấc ngủ và ngủ rất là hay giật mình. Ngủ thì ra nhiều mồ hôi trộn. Thế tôi khi mà tôi đã dùng cái sản phẩm này thì tôi thấy tin tưởng và tôi cũng tìm hiểu thêm cái sản phẩm kiện tí ích trí và dành cho trẻ em và người già. Thì tôi có mua về cho con tôi uống thì rất là hiệu quả. Thực sự là như thế chứ tôi không phải là nói khuếch đại lên hay nói gì để cho mọi người tin. Nhưng mà sự thật là như thế thì con tôi uống và thì tôi thấy đúng là hiện tại bây giờ cháu ăn ngủ rất là ngon. Và đặc biệt là ngủ thì không giật mình, nó dễ ngủ vô cùng. Ăn ngon, ngủ ngon và đặc biệt là ngoan, thoải mái. Tại vì nó cái giấc ngủ của nó là quyết định tất cả. Thì tôi cũng qua đây tôi xin cảm ơn BQA, cảm ơn công ty BQA đã có những cái sản phẩm rất hay đến với người tiêu dùng. Cảm ơn mọi người.